chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình đi lên Campuchia anh em. Qua Campuchia một chuyến đi tham quan những cửa hàng điện thoại di động bên đây, thứ người ta làm anh như thế nào nha anh em. Sẵn mình lên mình quay clip cho anh em xem luôn để anh em biết được cái thị trường bên đây ha. Đây là cái chợ trung tâm của cái Kampong Tràm nha anh em. Kampong Tràm, cái chợ trung tâm bên phía trong ạ. Đây là hai bên vỉa đường này, hai vỉa đường người ta bán điện thoại rất nhiều nha. Mình đi vòng vòng thì thấy nó cũng hay hay, nên là nó khác, cũng khác so với Việt Nam đó anh em, tính là cũng khác nhiều đó. Tủ người ta khác nha, không giống như cái tủ bên Việt Nam mình, tủ nó cao lên to. Bên đó hay lắm nha anh em, đặc biệt nó xài Oppo, Vivo, Samsung nhiều. iPhone nó là X2 nha anh em. Nó hay như Việt Nam mình này nha, Việt Nam mình là rất chuộng iPhone. Đó, bên đó iPhone này, nhưng mà là dân chúng là ít, rất ít mua, chỉ bán người nước ngoài thôi nha. Đó, iPad rồi của nó chỉ bán người nước ngoài, còn dân Campuchia thì ta có vẻ ít xài. Thì mình đi có thằng em nó dẫn theo, thằng em nó là cũng người Campuchia luôn, nó đi để thông dịch viên anh em, chứ mình bó tay qua đây thua, nói tiếng đó mình nói không rành nên là thua, không có giao dịch được. Có thằng của em nó dẫn đi, sẽ đi tham quan để biết. Đó, tủ đó anh em thấy không, cái tủ nó cao lên nha, từ dưới đất lên khoảng 40 phân thôi, nhưng mà lên trên là mét mấy á. Đây là nhà cửa nó cũng sập sệ thôi, không có hoành tráng. Campuchia thì anh em biết rồi, nó không thể là như Nhật hay Hàn Quốc được nha. Thấy có vẻ xi cổ rồi cũng còn cũ kỹ lắm, nhưng mà tiền của nó là gấp 5 lần tiền Việt nha anh em. Tiền Việt mình 1.000, 5.000 thì bằng nó 1.000 thôi nha. Tiền Việt mình thua nó 5 lần á. Tủ của nó đó bán cũng rất nhiều, đa số là Oppo, mình thấy đa số Oppo. Oppo là nó đúng chủng loại luôn á. Vivo nó cũng nhiều, Samsung mình thấy cũng ít nha. Samsung không có nhiều nha. Moreno A5 giá máy mới bên nó thì cao hơn bên Việt Nam mình nha anh em, cao hơn Việt Nam mình một coi mấy trăm ngàn, thấy cao hơn không có gì đâu. Nói chung mình qua bên đó coi thì điện thoại có rẻ buông rồi cho anh em ít, nhưng mà thấy cao quá mình cũng không có nhập được, chưa kiếm được cái mối rẻ này. Mới qua mình chưa kiếm được cái nguồn rẻ, nguồn phải cực rẻ chia lại cho anh em xài nó dễ hơn. Bây giờ qua mình không rành á, nên là để đợt sau. Nếu mình đi vòng vòng mình quay cho anh em xem cái khung cảnh xung quanh chợ Kampong Tràm. Cái chợ này tên gì mình cũng không rành, mới lên thì không rành. Su Thông hay cái gì, chung là không rành mấy. Chỉ biết được cái tỉnh Kampong Tràm đó. Đây là tụi nhà thành phố đó đó. Nên là trung tâm luôn. Xe bên đó thì nói chung là xe hơi giá rẻ nè, rẻ hơn Việt Nam nhiều lắm. Đây là cái vòng xoay này, vòng xoay trung tâm này. Có cái hít Honda bên kia nè. Khu chợ đây người ta bán điện thoại nhiều lắm, tủ đa số để quảng cáo Oppo là chủ yếu. Bán hiệu làm rất chắc chắn nha, chắc hơn Việt Nam, làm chắc chắn hơn Việt Nam. Đó là mình
ra cái mí phía sau này, phía sau chợ này bên hông á. Hóa bằng em thấy tụi ba cái bồ đẹp ghê không? Để mình đi một vòng xung quanh chợ cho anh em coi cái quang cảnh của nó ha. Thì từ có nhiều anh em nói là cũng chưa qua bên Cam lần nào. Mình đây là đi cũng lần đầu tiên anh em, chứ không phải là nhiều gì đâu nha. Sẵn có dịp á, mình qua mình chơi luôn cho biết, chứ thực sự cũng đâu có thời gian đâu mà đi. Đấy, có nhiều anh em, cũng rất nhiều anh em chưa đi qua những cái nước ngoài như thế này. Mình thì có thằng em nó quen á, nó dẫn qua, cũng không cần giấy tờ gì hết anh em ơi, qua không. Nó quen á, mình cửa khẩu á, nó dẫn qua cũng dễ. Xe bên đó đa số đi xe ba bánh nó nhiều lắm anh em. Cái xe mà cái xe khách, xe túc túc, xe đó có chữ là túc túc, xe đó là nó chưa thấy thằng của em nó đó, xe đó nè, đó xe ba bánh á, là đi cái đoạn đường khoảng cỡ 7-8 cây số gì á, thì một ba người lên xe mà nó chưa lên nó lấy 50 ngàn tiền Việt, tính là tiền Việt 50 ngàn thì thấy cũng rẻ, đi thấy cũng hay, xe nó chơi hay. Việt Nam không có dòng xe đó, chỉ có nước Cam thôi. Nhưng chiếc Lexus đó mình nói nước qua thôi nè, Lexus đó thì mình nói cũng rẻ không, hình như có vài trăm thôi. Mà Việt Nam mình tiền tỷ đó nè, xe hơi bên đó đúng là rẻ. Như chiếc này thì trả bao nhiêu tiền? Toàn là bán Vivo với Oppo là chủ yếu anh em. Vivo với Oppo rất nhiều. Cái chợ đây mình đi là cái chợ này nó chủ yếu là bán hàng điện thoại với để đồ dùng. Đồ dùng cá nhân chứ không phải là cái chỗ bán xe máy vô tôi nha. Lên hình như lên tới Nam Giang á, Nam Giang là bên đông bên đó anh em. Thủ đô đông bên đó. Thì mới bán được cái dòng nó dòng có đồ công nghệ, xe cộ đồ nhiều hơn. Cái khu này thì không có bán xe nhiều nha, khu này chỉ bán điện thoại, cửa hàng lé thôi nè, chứ cũng phải bán xe, bán xe nó phải lên Nam Giang, nên là mình đi vòng vòng lại kiếm chỗ điện thoại xe mà không ra, bó tay, phải có người quen người ta chỉ dẫn mới được, nhưng mà mình đi kiểu này thì cũng khó, nên mình chỉ đi tham quan thôi, tham quan sơ cho biết cái nước bạn người ta buôn bán như thế nào thôi, chứ còn không có lấy được hàng giá rẻ nha nè. Bên đó thì xe máy cũng còn chạy rất là nhiều. Khu phố thôi. Nói chung là do dịch chưa rồi anh em, nên là cũng không có được đông đúc máy. Do dịch nó cấm cửa biên, cửa khẩu cấm rất là ghét. Bên Campuchia tới thời điểm bây giờ mới bị một người dịch thôi anh em. Một người thôi nha. Hạn chế còn dữ hơn Việt Nam nữa. Đa số là Oppo, thấy Oppo quá nhiều. iPhone này, người dân nó ít mua iPhone lắm anh em. Mua máy mới không à? Máy mới Oppo với Vivo chủ yếu. iPhone nó bán người đứng ngoài qua mua đó. Chứ người nó mua máy cũ nó không có mua nha. Nó chỉ mua máy thích, nó thích máy mới Oppo chủ yếu. Nó không khoái mấy dòng iPhone cũ. Đó, quang cảnh chợ phía sau. Phía sau này có cửa hàng Samsung nha anh em. Đó, có một đại lý Samsung cũng lớn á. Chứ rất ít Samsung nha. Khu ra mình thấy có một cửa hàng này thôi.
Đây có cửa hàng ta bán loa kẹo kéo này nè, bán nhiều kinh luôn. Mình cũng không có giá, không biết giá nhiều, chắc cũng rẻ thôi. Chắc là rẻ Việt Nam, chắc rẻ thôi. Công nghệ bên đó rẻ lắm. Anh em thấy không, toàn bao Oppo, nhiều kinh luôn. Tu nó hay, tu nó ở dưới lên 30-40 phân là sao mà cao lên 1 mét. Tu nó ở ngoài lấy, anh trộm cũng không lấy được. Còn mình thấy anh giờ đó vô mua máy máy á, nó mỗi lần mua cái máy nằm phía dưới cùng anh em phải gấp nha, dùng cái gấp đá dài lên gấp ra cho nó không có lấy tay được đâu, nên là anh trộm hơi khó nha. Tu Oppo Vivo nhiều mẫu, hai loại màu tu. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip tới thời điểm bây giờ nha. Rồi, thân ái chào anh em nha. Hẹn anh em với những clip tiếp theo nha. Anh em đi ngang kênh nhớ một like và cho mình một đăng ký kênh nha anh em, để giúp được kênh được phát triển thêm tí nữa nha. Rồi, thân ái chào anh em.